Thưa quý vị và các bạn, trong phóng sự Trường Sa nơi ước đến phần 3, chúng tôi đã giới thiệu về đảo chìm đá Nam. Phần 4 này xin chuyển đến quý vị và các bạn hình ảnh về đảo Song Tử Tây và dấu tích cột mốc chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Tàu Trường Sa HQ571 đưa chúng tôi quay trở lại vùng biển Song Tử Tây. Trong đoàn chúng tôi ai cũng phấn khởi vì sắp được đặt chân lên đảo nổi. Nhất là các chiến sĩ nữ văn công quân khu 9, vì họ sắp được biểu diễn cho các chiến sĩ trên đảo xem. Riêng cánh nhà báo thì nhao nhao ống kính hướng về phía trước. Ai cũng muốn thu được những hình ảnh đẹp nhất, độc đáo nhất và đầy đủ nhất về đảo Song Tử Tây. Chúng ta là đảo Song Tử Tây. Hình ảnh đầu tiên mà từ xa chúng tôi nhận ra được trên đảo xanh mờ là cây đèn biển, hay còn gọi là ngọn đèn hải đăng, cột hải đăng. Cột hải đăng trên đảo Song Tử Tây, theo chúng tôi được biết, là cột cao nhất trong khu vực quần đảo Trường Sa. Vì thế, khi cách đảo hàng chục km, chúng tôi đã nhìn thấy nó sừng sững hiên ngang trước biển đông mênh mông. Cột đèn hải đăng Song Tử Tây được khởi công xây dựng vào tháng 5 1993 và hoàn thành vào tháng 9 năm 1993, cột cao hơn 38 m. Trải qua 21 năm, ngọn hải đăng Song Tử Tây đã được ghi tên trong danh mục ngọn hải đăng thế giới. Và vì thế, hải đăng Song Tử Tây không chỉ có hắt lên ánh sáng chỉ dẫn đường cho các tàu thuyền, mà nó còn khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Xuồng cao tốc đưa chúng tôi cập bến trong một âu tàu thuyền lặng sóng. Đây là âu thuyền được quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng sau năm 1975. Theo báo cáo mới nhất của đảo, mùa mưa bão cuối năm 2013 và đầu năm 2014 vừa qua, âu tàu đã cứu giúp cho hàng trăm tàu thuyền của ngư dân tránh bão, và nhiều tàu thuyền đã được đảo cấp cho không nước ngọt, lương thực và thuốc chữa bệnh. Hôm chúng tôi đến, cũng có một tàu cá của ngư dân đang gặp sự cố trên đảo được đảo cứu giúp. Với tinh thần vì nhân dân quê mình, cán bộ chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đồn tiền tiêu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, mà còn là chỗ dựa về tinh thần, là nơi sưởi ấm trái tim cho những người dân đi biển xa. Chúng tôi bước lên đảo, một cảm giác lạ thường. Sau đoạn kè bê tông chắn sóng, dưới chân không phải là đất đá hay cát mịn mà lạo xạo toàn san hô, những vỏ ốc vỏ sò được sóng biển nghiền ngẫm mài nhẵn bóng đẩy xô tạo thành đảo. Tôi trộm nghĩ, đúng là biển, biển đã đem những sản vật quý giá nhất dâng hiến cho con người ở nơi đây. Tiếng chuông chùa vang lên, không ai bảo ai, chúng tôi thẳng hướng chùa Song Tử Tây mà tới. Nhìn mái chùa cong thân thương, một nét đậm của làng quê Việt Nam tại đảo xa. Trong chùa, Thượng tọa Thích Giã Nghĩa và các nhà sư, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và kiều bào đang thắp hương làm lễ cầu siêu cho các vong linh, những người đã ngã xuống hy sinh vì biển đảo Việt Nam trong các thời kỳ. Cầu siêu cho các vong linh là bà con ngư dân đi đánh bắt cá ngoài khơi. Cầu siêu cho các vong linh là người nước ngoài đi qua vùng biển Việt Nam không may bị tử nạn. Tiếng chuông, lời thỉnh cầu thấu tận, biển rộng trời cao. Phía bên ngoài chùa, những cây phong ba già hàng trăm năm tuổi nghiêng ngả. Nhìn hình dáng của cây phong ba đã minh chứng cho chúng ta thấy đích thực nơi đây là đầu sóng ngọn gió, nơi mà gần như bất kỳ cơn bão nào đổ vào Việt Nam cũng đều xuất phát từ đây. Tôi ngả người nằm trên thân cây phong ba nghỉ ngơi đôi chút. Nhìn qua cái lá xanh, bầu trời không một gợn mây. Các chiến sĩ trên đảo cho biết đã 6 tháng nay không có cơn mưa nào lướt qua đáng kể.
Vậy mà phong ba vẫn tươi tốt, vẫn vù màu xanh cho mái chùa, vẫn che chở cho các chiến sĩ trên đảo. Có lẽ ít có nơi nào con người lại quý cây xanh như ở trên đảo. Các chiến sĩ ở đây ví lá xanh như một chiếc áo mặc, như mũ đội hàng ngày. Mất đi một cành lá xanh như chiếc áo mới mua bị rách một miếng. Hôm chúng tôi đến thăm đảo, sau bữa cơm trưa, ngồi uống nước trà dưới tán cây bàng vuông rợp mát, bên cạnh là bể cá cảnh với những giò phong lan khá đầy đủ chủng loại, đã làm cho chúng tôi quên hẳn là mình đang ngồi trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Một cảm giác như ngồi trong khu du lịch nào đó rất yên tĩnh, chỉ có tiếng chim, gió và sóng biển rì rào. Thi thoảng có tiếng chó sủa và tiếng gà cục tác, lại đưa chúng tôi về như ở một miền quê nào đó ở Việt Nam. Đảo Song Tử Tây rộng trên 12 hecta. Trên đảo có khuôn viên tượng đài Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cao hơn 10 mét, nhìn ra biển Đông. Tượng đài là nơi các chiến sĩ thường sinh hoạt văn hóa văn nghệ trong các buổi tối được nghỉ ngơi. Một chiến sĩ nói với chúng tôi rằng, mỗi lần ra đây, chúng cháu lại như được nghe lời dạy của các vị anh hùng dân tộc. Nam quốc sơn hà, nam đế cư. Cùng ở trên đảo, có những con người với những chiến công hết sức thầm lặng. Các anh không phải là bộ đội, mà là nhân viên làm việc trong trạm khí tượng thủy văn và gác ngọn đèn hải đăng. Anh đã ra đảo Song Tử Tây này từ bao giờ? Và nhiệm vụ hiện nay là ra sao hả anh? Họ tên là Bùi Đức Bệ, quê Hải Phòng, ra Song Tử Tây năm 2000. Từ năm 2000 đến nay? 2000. Dạ, và nhân anh là 14 năm ở trên đảo này. 14 năm thì 7 lần ở trên đảo Song Tử Tây, và còn những lần khác thì phải công tác ở đảo khác. À, như vậy còn... chân tới đảo quần đảo Trường Sa là năm 1999. Vâng. Đặt chân đến Trường Sa. Vâng. Trên năm 1999 là tên Trường Sa. Và với cái cương vị là nhiệm vụ làm gì ở đây anh? Nói chung là cái cương vị của chúng tôi ở đây thì là định hướng để cho những con tàu qua lại đây thôi. Và tức là luôn luôn thắp sáng cái ngọn đèn. Nếu không có những con người tâm huyết vì nghề nghiệp, vì đất nước mà hy sinh, thì biên giới phía Bắc hay biên cương hải đảo xa xôi làm sao mà giữ yên được. Tạm biệt người thắp ngọn đèn biển, chúng tôi được Thiếu tá Đinh Văn Cường dẫn chúng tôi đến bên cột mốc chủ quyền cũ, cột mốc của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Thiếu tá Đinh Văn Cường, và chúng tôi đã đọc lại được cái bản này là quần đảo Trường Sa trực thuộc tỉnh Phước Tuy, phái bộ quân sự thị sát nghiên cứu đến viếng quần đảo. Viếng quần đảo. Ngày 22 tháng 8 năm 1956. Dưới sự hướng dẫn của Hải quân Việt Nam. Vâng, đây là Hải quân Việt Nam đã khắc. Như vậy là cái biển này được lập ngày 22 tháng 8 năm 1956. Những gì mà chúng ta nhìn thấy, đó là dấu tích còn lại cho đến hôm nay. Dấu tích lịch sử ấy, một phần minh chứng từ thế kỷ thứ 17-18, đảo Trường Sa đã có ông cha của chúng ta ra đây. Khi Pháp xâm lược Việt Nam thì cũng xác lập chủ quyền cụm đảo Trường Sa này. Đến năm 1956, chính quyền Pháp bàn giao cho Chính phủ Việt Nam Cộng hòa, nghĩa là chính quyền miền Nam Việt Nam quản lý vùng đảo Trường Sa từ năm 1956 cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Hải quân Nhân dân Việt Nam ra tiếp quản. Điều đáng nói ở thời kỳ này,
Thời kỳ mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì năm 1968 Philippines đã đánh chiếm mất hai đảo Song Tử Đông và Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa. Lúc đó Philippines là đồng minh thân thiết của Việt Nam Cộng Hòa cùng dưới sự bảo trợ của Mỹ. Phải chăng Mỹ đã bật đèn xanh cho Philippines chiếm Trường Sa và vì thế Việt Nam Cộng Hòa bị chặn họng, phản ứng rất yếu ớt. Mãi đến năm 1974, sau khi Trung Quốc bắn chìm hạm Nhật Tảo, giết chết hơn 100 chiến sĩ hải quân của lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mới tỉnh ra. Theo một số tài liệu cho thấy, trước khi xảy ra trận hải chiến 19 tháng 1 năm 1974 dẫn đến mất quần đảo Hoàng Sa, sự gây hấn của Hải quân Trung Quốc phía Mỹ đều biết rất rõ. Khi xảy ra trận hải chiến, hạm đội của Mỹ đứng gần ngay đó nhưng không hề có động tĩnh cứu trợ. Và đại sứ Mỹ ở Sài Gòn cũng làm ngơ trước sự cầu cứu của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Đó là lý do vì sao Việt Nam Cộng Hòa để mất quần đảo Hoàng Sa vào tay Trung Quốc. Sau khi bị mất quần đảo Hoàng Sa và thái độ của quan thầy Mỹ, có lẽ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa mới tỉnh ra. Và vì thế, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức chiến dịch Trần Hưng Đạo 48 bất ngờ đổ quân chiếm lại đảo Song Tử Tây. Khi đó, quân đồn trú trên đảo Song Tử Tây đi sang đảo Song Tử Đông liên hoan. Vì thế, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiếm lại được đảo Song Tử Tây một cách tương đối dễ dàng. Còn đảo Song Tử Đông, cách đảo Song Tử Tây 2,8 km vẫn bị Philippines chiếm đóng từ đó cho đến nay. Hiện nay, đảo Song Tử Tây đã xây dựng cột mốc mới. Cột mốc chủ quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nằm ở trung tâm đảo, nơi hàng ngày cán bộ và chiến sĩ làm lễ thượng cờ. Đã được đặt chân lên đảo Song Tử Tây và bây giờ chúng tôi đang đứng ở trước cột mốc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là một cột mốc hết sức quan trọng để thể hiện chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chúng tôi đứng quanh cột mốc chủ quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên đảo Song Tử Tây chụp ảnh làm kỷ niệm. Một kỷ niệm mà theo tôi không thể nào quên khi được đặt chân đến đảo Song Tử Tây. Xong theo kế hoạch, ông có cảm thời gian nào? Làm việc tại đảo Song Tử đã hết. Rất là ngạc nhiên là đề nghị tất cả các đại biểu này có một cái theo tàu nhanh chóng ra vị trí cầu cảng để xuống đường. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi phải rời đảo ra lại tàu HQ571, mặc dù chúng tôi rất muốn ngủ lại một đêm với lính đảo. Trên bến Âu Tàu, nhìn các chiến sĩ trẻ, tôi chợt nhớ lại ngày cách đây 45 năm. Tôi cũng đã từng như các chiến sĩ rất hồn nhiên và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Cuộc chia tay vô cùng lưu luyến nhưng không hề có nước mắt, chỉ có nụ cười và những cái bắt tay siết chặt của các chiến sĩ như thầm hứa rằng bà con Việt Kiều cứ yên tâm, còn chúng tôi thì sẽ còn đảo. Đảo của Việt Nam mãi mãi là của Việt Nam.